phân bổ đầu tư và phân bổ như vậy như nào đấy là một cái chính sách tôi nghĩ là rất quan trọng đối với nhà nước để phục vụ cho cái chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Về cái phần liên quan đến cái phần đầu tư cho cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì thật sự là trong thời gian vừa qua rất khó khăn đối với các sở ban ngành địa phương và doanh nghiệp, chính là làm thế nào để có cái nguồn tài chính để mà đầu tư vào cái việc đó từ nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân, thì làm thế nào để có cái nguồn vốn để mà đầu tư. Còn số hôm nay đẹp lắm, thì tôi cho là đối với đẹp sắp tới tôi hy vọng là có một chính sách đầu tiên là hỗ trợ tài chính từ nhà nước và ngân hàng cho vay đầu tư vào hệ thống phần mềm. Thứ hai, cơ quan quản lý nhà nước về thuế giúp cho họ, hướng dẫn cho họ làm thế nào người ta hạch toán cái chi phí đầu tư đó để họ có thể dễ dàng đầu tư cho cái lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sắp tới. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Xe chú vào trước. Ê, chỗ nào vườn sát uống cà phê á. Kìa bán gì mà thấy ngon ta. Uống chỗ nào mà bán ăn sáng uống phơ luôn. Do ăn sáng kêu mới lấy cà phê rồi vậy. Tây, uống này vậy làm. Cho ăn sáng mới đứa đói. Mình có mô tô này nè. Công viên Lê Hữu Phước. Cấm thật cho mẹ rồi. Chị đang đây. Này nhìn anh kia nó dồn dồn dồn. Nó ông nội nha, cho đây xem rồi. Bây giờ vô. Đừng tập trung chân bông ông nội á. Ông về ông nói ông nội cho xong tới đường này. Có. Có. Uống cá lóc rượu cua. Uống cá lóc đi. Cá lóc Cà Mau. À, vô anh uống cá lóc Cà Mau quay lại. Đúng không? Em thích ăn uống cá.
Điều đi có nhà cậu Hiền lại vui. Chứ mà không có nhà cậu Hiền á là rộng. Rộng mà ba qua đỡ đỡ nghi cậu Hiền là hai đứa con cậu Hiền là tôi nói là ý áo luôn. Điều đi có Hiền buồn. Xe mình sao là hồ Hiền nhớ chật lắm. Ăn cua lại đừng á. Cái đó cũng thèm này. Ừ? Cái này nghe. Nhìn dòng tí đi. Bún mắm kia này, bún kia là bún mắm á. Có không? Có bán không? Có. Nên mùa 3 bán lại rồi. Dẫn một tí vô ăn cháo nè. Chán vậy. Cháo bữa coi mày. Không phải là mùi tí công nhận. Lúc mà nó thành tóc không mà thánh là nó đẹp hơn là mùi ăn nhiều. Hèn gì ai nhìn nó không nói nó giúp Hàn Quốc uống rồi. Mùi nó thánh. Thánh cho mùi ăn nhiều. Em được về ăn hè tí. Giờ sáng mà về chị. Về ăn lắm vậy. Dím chặt nữa 8-9 giờ đi vô chợ ấy mua hả? Uống phơ rồi ăn sáng uống phơ xong vô. Chợ hải sản mua ít hải sản rồi. Đi tôi đạo diễn tôi nấu cho bạn. Thiệt cái đồ đạc tôi đem theo đầy đủ hết đó. Thiếu gì? Con nói gì tí? Tôm, cua. Nhà cao tầng ít ha, không? Nhiều nhà cao tầng hả? Phải ra rộng. Nước nào này ra ta? Nước từ chiều lên hả lắm? Chả biết. Chứ nước nào vậy? Em nghĩ nước từ chiều tràn lên cái đây. Hủ tiếu, xương ống, xa xíu. Nước từ chiều lên nó tràn lên cái nào? Như đường cống vậy, dồn đường ngắt nhưng mà sao tầng mấy này xem nó cứ dồn đường phải một mình xi mình chạy ăn chứ không không đỡ cái bản chắc nó chắc cái đầu nó có đỡ bản nữa.
xíu xíu xa xa xíu. Đi mà đã rồi trải nghiệm. Chả nói bữa nay đâu có ai buôn bán này đâu. Tết ai buôn bán này. Trời, bò bên này bán đuôi xương nữa. Ở Cần Thơ ra chỉ có quận Ninh Kiều ra là lớn nhất á. Ừ. Đây còn quận Ninh Kiều luôn à? Mấy quận ấy. Tôi ăn ra ngồi ô quay lại. Đây gì đây nè. Mày. Mấy gì đây gì đây. Ngồi ô hả? Sao biết hay vậy? Cho nó nhìn đường á, biết đây ngồi ô rồi. Sao biết hay vậy? Ồ, có gì à? Cùng ô, tôi có cái nhà sổ. Cần Thơ là Ninh Kiều là của người đó. Chị Bưởi nó còn dớ hơn chị Bưởi cho mình. Chị Bưởi gì mà chị Bưởi nó đúng là gốc của miền Tây chứ không? Nó dớ không? Ừ? Giới thiệu cho bà kêu nó nấu ngon. Đúng rồi, đúng hàng rồi đúng bún mắm miền Tây.